Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin được kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và video clip ngày hôm nay thì cả bọn em Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho bác một đôi loa phải gọi là khủng long bạo chúa đã có mặt tại cửa hàng bọn em Tuấn Hưởng. Đôi loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng hãng JBL, có model là S4700. Và loa sử dụng gồm 3 đường tiếng trên một thùng loa, sử dụng với là một bát 40 cm và màng giấy gân vải xếp, và một loa chung với đường kính là 7,6 cm và một loa chép đường kính là 2,5 cm. Đôi loa thì có một cái kích thước rất là đồ sộ, cũng như là chiều cao của đôi loa thì cao 1m06 cm và chỗ có sai ngang là 50 cm, và chiều sâu của đôi loa là 37,1 cm, có cái trọng lượng cực kỳ là lớn các bác nhá, ngang với một người trưởng thành là 54,5 kg trên một thùng loa. Trở kháng đôi loa thì là 6 ohm, có độ nhạy là 94 decibel, nên là rất là dễ phối ghép với lại những dòng âm ly. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Loa thiết kế rất là sang trọng và lịch sự các bác nhé, phù hợp với những không gian của những bác nào có một cái phòng khách rộng rãi. Thiết kế thì rất là sang trọng và hiện đại. Đây là một cái loa bát các bác nhé, một loa bát 40 cm đây ạ, 40 cm, màng giấy và gân vải xếp, tất cả là còn rất là đẹp và đang có cái giá tại hãng thì là hơn 300 triệu, nhưng mà tại cửa hàng bên em đây là con hàng siêu lướt mới phải lên đến 99%, thì cửa hàng bên em có cái giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Một cái mức giá thấp hơn ở hãng, so với hãng là hơn 100 triệu. Đôi loa thì các bác thì đến với cửa hàng bên em thì chỉ lăn tăn về giá cả thôi. Còn về chất lượng của đôi loa thì các bác cứ yên tâm là cửa hàng bên em là bao zin, bao test cho các bác. Tất cả đều là đẹp xuất sắc. Vân thì cực kỳ là đẹp. Đôi loa thì không có một điểm trừ rồi, chỉ sợ là các bác lăn tăn về giá cả thôi ạ. Còn tất cả thì là cửa hàng bên em là bao zin, cũng như là tất cả mọi thứ là còn đẹp xuất sắc ạ. Xài rất là to cao các bác nhé. Và đây cũng như là phần hậu của đôi loa đây ạ. Cái lỗ thông hơi của đôi loa cực kỳ là to các bác nhé. Đấy, lỗ thông hơi rất là to luôn. Loa thì có thể đánh được hai cầu. Các bác có thể đánh cầu BY này hoặc BAM, tùy theo sở thích của các bác. Và đây cũng như là cái tem của hãng này, JBL S4700, trở kháng là 8 ohm, hàng make in là USA này. Và tiếp đến với phần báo giá của đôi loa, đôi loa JBL S4700 là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang bán cho các bác với cái giá là 168 triệu đồng. Và trong cái mức giá 168 triệu này thì cửa hàng bên em đã sẽ bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác. Và cũng như là các bác nào có quanh khu vực Hà Nội thì các bác có thể qua địa chỉ là ngay cạnh trung tâm hội nghị quốc gia để các bác có thể xem trực tiếp tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.